Mới thế. Mới thế thương bố nè ha, mình kể nằm kế bố nè ha, nhảy tự nhảy luôn, đừng 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 đụng nó nha, nó đụng nó tưởng tấn công, nó tự vệ nha. Nó thương bố, nó nằm kế bên bố đúng không? Nó rất là thương bố cho nên nhà mình không nên chửi con mèo, tại con mèo nó bảo vệ bố không, bố mới nói là con mèo nó bảo vệ bố mà không. Mèo bảo vệ bố đó, nó biết bảo vệ bố lắm á. Cho nên ai mà nó đang nằm, ai mà đi ngang bố là nó quào người đó liền, nó bảo vệ bố lắm, nó khôn lắm á. Nó thương bố là ngày đêm nó đều muốn nằm với bố hết. Còn con mèo trắng nó chỉ nằm với con đêm thôi. Nó thương bố lắm á. Nó không làm gì bố hết, nó rất là thương bố. Tại nó biết, nó biết bố thương nó lúc mà 4 năm trước bố bệnh á. Bố cho nó ăn thêm food nên là nó thương bố lắm. Còn lúc bố vô bệnh viện thì nó gọi cửa hoài luôn. Gọi cửa đòi vô mà vô thấy bố nó lại đòi đi ra ngoài sân. Con cho vô phòng con nó không chịu, nó là ra ngoài sân nó nằm, nó không chịu, nó chờ bố về. Đó. Rất là thương bố. Con mèo mà nó còn thương bố còn hơn em bé, hơn con người nữa đó. Đâu có con mèo, con người nằm đòi nằm với bố sang ngày sáng đêm với nó không? Nó tự nó nhảy lên nó nằm với bố luôn, thấy không? Nó còn thú vật mà nó còn 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 biết cái nghĩa thương 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 ông của mình nữa. Tối nó ngủ với con xong thấy con mèo trắng nó khè cái miệng nó ra, nó thấy con mèo trắng hôm đó. Bố nói chuyện được chưa? Bố nói chuyện được chưa? Hồi nãy bố tự nói là Phương ơi lấy bố nước cam, bố nói nguyên câu dài luôn, hay quá. Uống nước cam Ngon. ngon không? Thì mỗi ngày bố phải tập nói chuyện, bố phải tập nói với mẹ nên Tập cứ vào nó. đừng đừng có quên nói nha, nói là mình sẽ quên nói nha. Quên rồi nó. Nó Tập nói chuyện. Mấy hôm nay con bị nhức đầu căng thẳng quá trời luôn mà con không dám uống thuốc Tylenol, không không nên uống thuốc nhiều. Tylenol không được uống, được không Tylenol được, Tylenol nó hẹ, nó không có hại nha, nhiều lắm không dám uống. Con mẹ nó thương bố dễ sợ luôn á, nó thương cái chân bố giờ còn giờ, giờ nó nhỏ xíu à, cái chân bố nó bị nè, cái chân bố nó nhỏ xíu tại nó teo hết trơn rồi, nó cái thịt nó teo. Teo lại ha. Mà da mặt bố hồng hào tại bố ấm áp, trong nhà mình có máy hít á. Bây giờ là ngày 36, 36 ngày 7 tháng 3 nè, trong trong phòng mình 77 độ, ở ngoài là ở ngoài năm mấy sáu mấy độ. Còn ngoài sân còn lạnh nữa. Rồi ở ngoài kia là không có máy lạnh mà trong trong phòng bố là không có máy lạnh, máy ấm hết đó. Máy sưởi cho nên bố ấm hơn. Con chó nó cái mèo Bố thương chó với thương mèo mà con nó cũng thương bố nữa ha. Nó như nó bố là ông của nó mà bố ông. nhìn mắt mắt mà nó Muốn nhìn với ánh mắt nó rất là hiền hòa đúng không? Bố đừng lo gì hết nha, bố cứ bình an nha, nhà lo cho bố hết nha, ai cũng thương take care cho bố ha. Ai cũng thương bố hết. Bố biết không, con sợ chị Lan đuổi việc mẹ đó, cho nên con nói là mẹ con cần làm đi làm rồi, nhưng mà mẹ con tại vì đang sắp xếp thời gian thôi. Thì con nói ok vậy, vậy chị Lan nói ok vậy, em làm ở, em ở nhà ngày thứ năm thì để mẹ em làm ngày thứ năm. Thì con nói ok không sao hết. Tay bố lạnh không? Đánh tay con nha. Đánh tay con. Con mèo nó thương bố dễ sợ luôn, thương hơn em bé thương bố nữa. Bố nắm tay con chặt nè. Con biết bố thương con lắm, hồi nhỏ là bố dạy con lái xe. Bố nhớ không? Bố dạy con lái xe rất là khổ cực, làm chạy mấy tháng trời luôn, con biết lái freeway luôn, con biết lái đi chợ, con biết lái đủ thứ luôn. Mỗi lần bố bắt con ngồi kế bên rồi bố lái cho bố, rồi bố ngồi bố coi. Bố hiểu không? Xong lúc mà con qua New Jersey là con chưa có bằng lái, xong con qua New Jersey. Con qua New Jersey được 8 tháng xong con trở về đây con mới học lại bằng lái lại, tại học lại bằng viết lại tại vì nó bị hết hết hạn á. Học lại bằng viết lại xong lấy mới lái lại. Mẹ mới cho con 50 đồng trả tiền cho người ta để train con lại để con pass để con đậu. Đó.
Thì lúc đó con đậu con mừng lắm, là con muốn lấy bằng lái mấy năm trời luôn mới thành công lần á. Đúng không ha? Cảm ơn bố nha. Cảm ơn bố dạy con lái xe nha. Thời xưa giờ bố đâu thèm dạy danh gì đâu, bố đâu dạy ai mà bố dạy có mình con trong nhà mình thôi à, đúng không? Ừ, vậy con cảm ơn bố, tại vì bố không có tiền trả cho con học học thầy mà bố dạy con, còn còn cái công bố còn còn cao lớn hơn là bố trả tiền nữa, đúng không? Đúng không bố? Ừ. Cái công bố dạy con lái xe là còn lớn hơn là cái công mà bố cho con tiền để mà con đi học nữa đó. Nè, Ừ. con lại Ừ. Sao cái này bố? Ừ. lúc Ừ. à Ừ. con Bố đây Mỹ Thể này, Mỹ Thể ơi. ơi Ông đi thương con. Nói ông thương con. con Ừ, con thương ông ha. Nói đi, con thương ông ha. con Ừ, đó, bố nói được rồi đó. nói chưa nói Ừ. được Nhưng con mẹ nó chưa nói được hả? Ừ. Tại con mẹ nó không biết nói, nhưng mà nó hành động của nó tới gần bố, nó ngồi tới gần bố. là sân Ừ. Đó, bố nói, hôm nay bố nói, nó cũng được rõ ràng, hồi nãy bố nói nguyên câu luôn, bố nói rõ luôn á. Tại vì có lúc bố nói được mà bố làm biếng nói thôi, không ha, nói được nhưng mà làm biếng nói ha, nhưng mà bố nghe bố hiểu hết đúng không, nghe hiểu không? hiểu Ừ, hiểu hết luôn á, nhưng mà tại bố không nói được nhiều thôi. Nhưng muốn gọi cô chính hay nội không, hay là gọi ai không? Không, Không ai không muốn gọi ai ha. Ok, mỗi lần con quay hình bố đó, con đưa cho cô chính cho ghi nội coi, mở mở cái mở cái link nó lên coi đó bố, cho nên người ta không có trực tiếp thấy bố ngay lúc này, nhưng mà người ta nhìn lên cái video giống như thấy bố thiệt vậy luôn á. Bố nhớ cái mùa Covid đó, cho lúc con học bên nursing home, con làm bên nursing home á, trong viện dưỡng lão á, người ta không được gặp thân nhân của người ta, nhưng mà người ta có video với phone, gọi điện thoại cho người thân của người ta nói chuyện. Con là người đứng kế bên, con coi, con cầm cái đó cho người ta nói chuyện, bố hiểu không? Tại vì người ta cái mùa Covid đó, nó không cho người ta vô thăm, không cho ai vô thăm hết á, chỉ có mình là người y tá mới được vô thăm thôi, mấy người phụ tới y tá mới được vô thôi. Xong người khi mà thân nhân người ta muốn vô á, người ta phải gọi điện thoại qua cái iPad, xong người ta lấy iPad cho cái người bệnh nhân đó coi. Tại người ta không có được gặp, cho nên người ta chỉ nhờ cái phone với cái iPad để mà nói chuyện thôi. Thì giống như nói chuyện bình thường ở ngoài vậy, tại nói live mà. Phải không? Ừ. Ừ, uống nước không? không Xịt răng không? không Không, ok, không xịt răng ha. Ngày mai bố mua thanh long, con ra ngoài chợ con mua thanh long cho bố ăn. Ăn thanh long không? ăn À, tại cái chợ gần nhà con nó có bán thanh long á, con bữa không thấy, nhưng mà con chưa có mua về. Bữa nay mua thanh long cho bố nha, mua trái cây cho bố ha. Cây mít ở ngoài bố trồng á, bố ươm nó sống đó bố, nó còn ra được cái mầm non rồi, nó không có chết. Tại con trồng tháng 6 á, thì khi mà bố ươm vô cái chậu á thì không có ai tưới, con tưới mỗi ngày cho bố, tưới mỗi tuần cho bố, xong con mới ươm, con trồng ra cái đất cho bố, là con dưỡng cho nó. Con sợ người ta đụng vô, người lấy cái lồng con kè đó con tấn vô để cho người ta đừng có đẹp đạp nó chết. Con đang chăm sóc cái đó cho nó sống.
Bữa hôm con mở cái video của bố hát karaoke, mấy mấy người bên Việt Nam coi thích quá trời, thì bố hát quá trời luôn. Bố nhớ năm sinh nhật mẹ không? Nhà mẹ với bố. Bố hát quá trời, hát bài hát hay. Bố hát hay giống như ca sĩ vậy đó, bố hát hay. Mà bố hát 3 tiếng luôn. Bố với người nhà mình hát 3 tiếng luôn. Bố muốn nghe lại bố hát không? Không à, ok. Bố hôm con nghe là bố hát hay lắm như ca sĩ vậy đó. Mệt bố mệt Ừ, bố mệt. Bây giờ bố mệt chưa? quá rồi. Ừ, vậy ngủ nha. Ok, ngủ nha. Ok, nằm nghỉ đi. Nằm nghỉ đi. Bố nắm tay con nè. Bố nắm tay con. Yeah. Bố đừng lo nha, bình an nha. Hạnh phúc nha. Lo quá. Lo quá hả? Lo gì bố? Bố lo gì? Nhà mình lo cho bố hết rồi, bố đừng lo nữa nha. Trả lại cho mèo lên nó chạy. Đúng không? Tại vì nó thương bố vậy, nó muốn nằm kế bố, tại vì nó rất là thương bố, không có Thương chạy cái đâu. gì vậy? Không, con định tay bố rồi, con không cho bố đụng nó, tại vì đụng nó sẽ tưởng nó tấn công, nó sẽ cào, nhưng mà không cào đấy, nó rất là thương bố, bố ha. Không sao, nó nằm kế bên bố, nó thương bố lắm, nó thương em bé, thương ông ngoại vậy đó. Bị đâu rồi? Thay chiếc khác. Bố nhớ cái xe van trắng không? Cái xe van trắng á, lúc đó con không có khuyết định mua xe mà con không có tiền down nữa, con mới mượn tiền nhà băng 8.000 của Wells Fargo á, con mượn con trả vô cái tiền down, xong người ta mới cho con mướn lease cho người ta chưa có không có khuyết định mua, thì người ta cho con mướn năm sau người ta mới cho mình, mới mình bố mới ra mới nói là người ta muốn mua tao không muốn mướn nữa, thì bắt đầu mình đóng tiền cho nó là bắt đầu nó mới tính đó, ngày nào mình mua là cái xe của mình, thì nhà mình đã giúp con trả hết cái xe đó rồi, bố hiểu không? Thì lúc đó con lái xe mẹ, con lái xe trắng nhỏ nhỏ con đi, nhưng mà cái xe trắng lớn là con đứng tên, bây giờ cái đó trả trả xong hết rồi ha, con đừng lo nữa nha. Ok, đừng lo nữa nha, thì trả tiền xong hết rồi, nhưng mà lúc mà con thiếu nợ nhà bên á, là 8.000 mà con không có tiền trả cho họ, thì lúc mà con thiếu mấy cái credit card kia luôn, không đủ tiền trả luôn, thì con không đủ 5-6 cái tiền credit card, xong con ráng con để dành tiền con trả lại. Thì khi mà người ta gọi cho con, người ta nói ok bây giờ họp lại hết mấy cái credit card trả góp, thì con đang trả góp. Thì lúc con đang trả góp là con đang có việc làm, nhưng mà sau đó là con nghỉ làm, con ở nhà với bố năm năm 2018 19 á, là con học hộ lý á, nhớ không? Con ở nhà với bố, con chăm sóc bố đó, thì con ở nhà với bố mấy tháng, thì lúc đó con muốn có em bé, là tại vì bác sĩ nói là con phải cần có em bé, tại không thôi là xuất sinh sẽ trễ, thì bác sĩ nói ok bố bác sĩ sẽ mổ cho con cái bú tử cung năm năm 2019. Thì bác sĩ nói là trước khi mà mổ bú là con phải lấy cái trứng ra để mổ bú, thì con sẽ có con, tại vì mổ bú không biết được là mình sẽ có con được hay không, nhưng mà cái lúc mà con đòi lấy trứng ra thì bác Thảo nó không chịu giúp con, là ký cho phụ cho con ký lấy cái trứng ra, mà con là người mượn tiền người ta cho con trả góp để mà lấy cái trứng ra, lúc đó con không có tiền nhiều, nhưng mà bác Thảo nó không chịu cho con lấy trứng ra, nó là nhà không có ai muốn có con hết. Thì that's why con mới giận, là tại vì bố với mẹ anh Di chị Quanh với bọn bon Thi Hùng không ai không họ cấm con có con hết, thì nó nói với bác sĩ là cả nhà không ai muốn chị có con hết, cho nên bác sĩ mới nói ôi sao kỳ vậy, chị đâu có nhà chị đâu có nói gì đâu, mà chị bị trầm cảm đâu có sao đâu, vẫn có con được, nhưng mà nó con bệnh con không nên có con, thì nói với mẹ nó bàn cái gì đó con không biết. Thì sau đó con mới giận, con mới nói, tại sao chị muốn có con mà chị gần gần sắp mổ mà Thảo không cho chị lấy trứng ra, thì con mới giận nó, con hiểu không? Chứ bây giờ hết giận rồi, thì tại vì con nó hiểu con rồi, con mới giải thích cho nó, con nói tại sao chị muốn có con mà không cho chị có con. That's why là con mới bị delay tới bây giờ, là đã năm 2019 là con có bầu rồi đó, con hiểu không? Mà giờ là năm 2023 luôn đó, chị hiểu chưa? Con hiểu phải không? Hiểu con phải không? Mà cũng hên á, là tại vì năm 2019 là con muốn có em bé, là con muốn bố có cháu ngoại, nhưng mà không thành công là tại vì Thảo với mẹ nó không cho, nó cấm cản con mới giận, bố hiểu không? Lúc đó bố cũng hiểu con mà phải không? Bố nhớ không? Nhớ ha, bố biết là con giận rồi không? Bố biết không không? Đúng không? Nhưng mà giờ con hết giận rồi, thì sau khi con nói chuyện với nó thì nó hiểu con rồi, nó chỉ muốn có con mà mình không cho chỉ là chị giận là đúng rồi, nó hiểu con rồi, bố hiểu không? Thì năm 2022 bắt đầu con mới làm mấy cái kia thì nó làm không thành công, xong mới làm lần lần mấy lần lần lần
IVF là làm thụ tinh. Mà lần thụ tinh thứ nhất thì không thành công là phải làm lại lần thứ hai, là tại thằng lần thứ nhất là trứng thụ tinh của người ta frozen, sau đó người lần thứ hai mới thành công. Lần thứ hai thì là trứng mới lấy ra làm liền thì nó mạnh hơn. Có hiểu không? That's why con muốn có em bé để bố có cháu ngoại, có hiểu không? Bây giờ 2 tháng nữa là con có em bé rồi đó. Không nhẹ thương bố ha. Mỹ Thế ơi, thương ông không? Thương ông không? Mỹ Thế ơi, Mỹ Thế thương ông không? Thương ông lắm á. Nằm kế bên ông vậy đó, nó nằm sát, thương, bảo vệ bố ha. Con mèo còn biết bảo vệ chủ mà. Nó chỉ người 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 thường. Đó, nằm xuống kìa, dễ thương chưa nè. Nằm nó bảo vệ bố kìa. Nằm nó bảo vệ bố kìa. Hồi nãy tự bố nói lên là con mèo nó bảo vệ bố. Con cũng bảo vệ bố đúng không bố? Ừ. Con bảo vệ bố cho bố được khỏe mạnh, không có bị gì hết ha. Con lấy bằng bảo vệ rồi bố. Con học bằng sức chưa đi, con có bằng bảo vệ bố nhớ không? Lúc mà tiệm neo đóng cửa đó, năm 2020 á, con đi học bảo vệ á, con học mình phải bảo vệ phải biết học là bắn súng nữa đó, để mà mình tự vệ của mình, hay là mình có thể mấy thằng cướp nó tới hay gì mình cầm mình có, nó thấy mình có súng nó sợ đúng không? Mình là, nhưng mà mình không có bắn tầm bậy đâu, tại vì cái súng là chỉ cái bảo vệ thôi chứ không phải là bắn tầm bậy người ta đâu. Cảnh sát mới được bắn thôi, cảnh sát bắn tụi cướp thôi. Nhưng mà cái người thường bảo vệ chỉ là bảo vệ thôi. Ngủ nha. Ngủ tiếp đi. Ngủ đi bố. Ngủ nha. Bố ráng bố ngủ điều độ nha, ngủ buổi tối bố ngủ, buổi sáng bố dậy, bây giờ bố ngủ không có điều độ, có khi là bố ngủ ban ngày, có khi bố không ngủ ban đêm. Cái giờ giấc của bố nó rất là bất bình thường, nó rất là khó, nó không giống như bình thường. Con cũng bị theo luôn. Tại bố dậy 4 giờ, con phải dậy 4 giờ theo bố, cho bố uống nước rồi, con cho bố ăn cháo mấy tuần nay luôn. Không. Đi theo, sao? Đi theo. Đừng có theo bố vậy vậy sớm vậy sớm theo bố nữa hả? Hồi để cho bố vậy sớm một mình được hả? Nhưng bố vậy sớm một mình là con phải cần biết là bố cần cái gì, là bố cần ăn uống nước cam hay là uống nước hay là ăn cháo hay là nói chuyện hay mở 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 mở, mở video cho bố nghe, phải không? Không ăn đi. Mỹ Thế, phải ngủ nha, nghỉ mệt nha. Thương bố sợ chưa, nằm kế bố nha. Thì mình có nhiều máy móc lắm, cái laptop, tivi, radio cho bố trong nhà coi, bố đầy đủ trong phòng hết á. Cái này là cái đồ hút nước, hút thức ăn với nước uống ra nè, nếu bố không chịu nuốt nè. Cái này là hút cái này bỏ thuốc vô rồi lấy lên thở cho lấy đàm ra nè. Còn cái này là không thở oxy nè, không khí nè, có máy nguyên máy luôn nè. Khi mà bố yếu thì thở. Còn cái đây là cái oxygen emergency, nếu mà không có điện thì dùng cái này cũng được, cái này không cần điện cũng cho thở được. Đó, đồng hồ cho coi đầy đủ giờ giấc, nhiệt độ, tivi, laptop, radio, bố có đầy đủ camera luôn. Có 2 camera trong đây luôn, đủ hết luôn. Bố ha, không lo anh ha. Nhưng mà mỗi ai cũng bảo vệ bố cho nên là phải có camera bảo vệ phụ bố để coi phụ bố đó. Ai trong nhà cũng mở camera lên coi bố hết á. Anh Duy cũng coi, con cũng coi nữa, mẹ cũng coi nữa.
Nhiều lúc con đi vắng trong học trong phòng bố con phòng này phòng cái bên con cũng coi bố luôn. Nghe không? Ngủ chưa? Muốn ngủ lại chưa? Chưa hả? Muốn nói chuyện hả? Hay là muốn không muốn nói chuyện nữa? Nói chuyện không? Nói chuyện nữa không? Bố cứ nói đi, con muốn nghe bố nói mà. Con nghe bố nói rồi con cho cô Chính coi cái video, cô Chính thằng nghe bố nói bố cô Chính mừng nha. Tại vì lúc mình gọi cho cô Chính thì bố không nói được, là bố đang ăn hay gì đó hay bố không chịu nói, cho nên cô Chính cô Tám là nhìn thấy bố nói là cô Chính mừng lắm á. Cô Chính bà nội cô Tám rất là mừng, cho nên lúc bà nội gọi qua nhiều lúc mà bố không nói á, kêu nói sao con không nói chuyện đi thì lúc đó bố không nói được. Nhưng mà con quay này con nghe bố nói chuyện thì người ta sẽ coi bố nói chuyện ok. Mẹ thương bố lắm á, ngày nào mẹ cũng hôn bố. Con á là sắp sanh, còn bố thì bệnh nặng. Mà nhiều khi mẹ cứ la con hoài à. Con cũng là người bệnh vậy, tại vì con có bầu là có một người bệnh rồi. Là một patient của bác sĩ rồi, phải đi bác sĩ coi em bé mỗi tháng uống thuốc bổ mỗi tháng cho em bé. Mà mẹ cứ la con hoài bố à, tội nghiệp con bố. Tội nghiệp không? Bố, tội nghiệp không? Ủa, tội nghiệp ha. Mẹ cứ la con hoài, mà hồi xưa bố đâu có la con đâu, bố thương con hết không hết. Bố đâu có la, giờ la con đâu đúng không? Bố là chở con đi học từ nhỏ tới lớn luôn. Học mẫu giáo bố cũng chở con, bố chở con về. Bố chở con đi chợ, bố chở con đi đủ thứ với bố hồi nhỏ. Rồi lên high school bố dạy con lái xe là bố chở con mỗi ngày. Cho nên con với bố rất là thân. Con 18 tuổi đâu con đâu có mua ao lấy chồng đâu, con vẫn ở với bố mẹ là từ lúc 18 tuổi tới giờ luôn. Từ lúc sinh ra là bây giờ 43 tuổi luôn. Con đâu có bây giờ mua ao ở với người với chồng với mà lúc nào cũng ở với bố mẹ hết. Cho nên là con rất là thân với bố mẹ, đúng không? Nếu mà con lấy chồng con đâu có biết bố, con đâu có thời gian nhiều với bố mẹ đâu, đúng không? 18 tuổi con người ta là Mỹ nó mua ao nó sống điên của nó, còn con vẫn sống với bố mẹ đúng không? Nhà mình đừng mộc lẫn nhau hạnh phúc chứ, phải có hạnh phúc trước đúng không? Hãy ngủ nha. Uống nước không? Không. Con đang cần kiếm trái cây gì cho bố ăn được không? Hả? Nó không. Ăn đủ không? Ăn. Đang kiếm trái cây cho bố nha, con không biết chứ mình có trái cây gì, tôi lạnh con đang chắc cho bố nha. Hồi nãy con bố không có mua bơ rồi, mà mẹ nó để mẹ xay bơ cho bố hay gì đó. Để con đang chắc coi trái cây gì cho bố nha. Chờ con xíu nha. Có trái cây gì cho bố không ta? Nãy mẹ nói là mẹ có trái cây xay bơ, không biết mẹ xay chưa, mẹ chị đang nói gì vậy? Bơ mà nãy mẹ không biết mẹ xay chưa ta, hồi nãy mẹ nói mẹ xay bơ. Có đủ không? Bố ăn đủ được không ta? Ăn chuối. Ăn mà không xay, có chuối nha. Nấu gì vậy? Tẩu hả? Riêu. Không riêu, ok. Bố hôm nay thử riêu. Ok, mình có đu đủ với là đu đủ với chuối với cam với bơ. Đó, ăn chuối đi. Ăn chuối nha, ok, ăn chuối, ok. Bố ơi, mình có chuối, đu đủ, bơ, nhưng mà bơ chưa xay. Có chuối ăn sẵn là nhanh nhất, còn đu đủ phải gọt. Còn chuối là nhanh nhất. Còn nhớ. Chuối nha. Okay. Ăn. Hồi nãy chưa ăn tối phải không? Vậy lát chuẩn bị ăn tối ăn cháo nha. Ăn cháo trước hay ăn chuối trước nha. Cháo trái cây nha. Bữa hôm con có mua đậu phộng mà bỏ thêm để bố bỏ, mẹ bỏ cho cháu cho nên có chất protein. Ăn chuối nha, ok, ăn đi, cắn đi, cắn. Rồi, ăn nha. Con này nó thương bố dễ sợ, nó nằm sát bên bố luôn, giống như em bé. Cho nên sẽ nói mẹ đừng có la con mèo nữa ha, không được la con mèo ha.
Không mình chỉ con mèo ha. Ngày 15 tháng 5 là con sanh mổ rồi đó. Là còn có bây giờ là ngày 7 rồi ha. Đó, là 2 tháng 1 tuần nữa là con sanh đó. Giờ là lúc đó vô bác sĩ check in trong bệnh viện xong bác sĩ mổ em bé ra. Xong cho y tá take care của con 2 ngày trong đó xong đi về nhà. Xong rồi lúc đó là mẹ phụ take care con ha. Tại con nhớ lần trước con mổ không? Con mổ con bị mổ bú tử cung á, giống như mổ cắt đó, giống như mổ em bé vậy đó. Nhớ không? Xong bố nhà bố với anh Hòa với anh Di phụ đem cơm lên cho phòng con ăn đó bố nhớ không? Ừ. Thì mai mốt mẹ cũng giúp cho con giống như vậy. Mai mốt con có em bé đó là thứ nhất là con phải có biết cho nó uống sữa. Mà con lúc đó cái chân cái vết thương nó bị cắt á, cho nên là không có làm được gì đâu, tại cứ phải nằm trong giường dưỡng sức thôi. 2 tháng nó mới lành lại lận, vết thương nó mới lành lận, mà phải uống thuốc hoài cho mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ để cho nó đừng có đau đó. Thì con đã biết được rồi, tại bữa hôm con bị cái bố tử cung cắt con hiểu rồi. Nhưng mà lần này con có em bé, mà nếu lần này con có em bé con phải vừa lo cho em bé cho nên không lo nổi, tại vì con đang có cái dấu cắt. Nhưng mà mẹ sẽ phụ cho con là đem cơm đồ vô trong giường cho con, rồi mẹ phụ coi em bé luôn, hiểu không? Con chỉ cho nó uống sữa thôi hay làm sữa thôi, nhưng mà con không có, con muốn xuống giường phải mẹ phải dìu con xuống vô nhà tắm hay gì đó. Bố nhớ lần trước không, lần trước con mổ á, bố giúp con đó, bố nhà với con, bố nhớ không? Năm 2020 đó, bố bệnh là năm 2018, xong bố nhà từ lúc 2018 đâu đi làm đâu, xong bố giúp cho con, bố nấu cơm cho con, nhanh gì đó, con đem cơm đi cho con ăn đó, nhớ không? Nhớ ha? Hồi nãy bố được là nửa ly nước cam, à, cũng được rồi. Hồi nãy mình đoán bố là bố tự nó, bố nói là Phương ơi lấy cho bố nước cam, bố nói nguyên câu dài luôn. Mỗi lần bố la là phải hỏi bố muốn gì thôi. Con hiểu bố nhất thôi ha, đúng không? Con hiểu tâm lý bố đúng không? Bố cũng hiểu con không? Có nghĩa là bố nhai vẫn được nhưng mà bố nuốt nó khó thôi ha. Tại bố có răng nhai nhưng mà bố nuốt nó hơi chậm thôi. Cho nên mình phải ăn cháo thì bố nuốt nó dễ hơn. Còn nhai cơm bố vẫn nhai được nhưng mà bố nuốt nó khó hơn, nó lâu hơn, cho nên mình phải ăn cháo, cháo xay, nhuyễn. Cái chán của bố đen thùi này, tại vì nó làm xạ trị á, nó làm cho mấy cái da nó đen thùi. Con này nằm dưới chân giường đó. Mỗi lần ngủ dậy sớm á, con dậy sớm thêm bố. Xong mẹ muốn con ngủ sớm để mẹ có sức để mà đi làm ha. Mẹ nói con ngủ đi. Mà 4 giờ mẹ ngủ thì mẹ không nghe bố dậy, mẹ không hỏi bố gì hết. Thì con hỏi bố mẹ la, mẹ nói để cho bố ngủ. Mà bố dậy 4 giờ sáng là bố muốn ăn uống snack hay gì đó thì bố mới la, thì con mới giúp cho bố. Tại vì mẹ dậy không nổi, tại vì mẹ thức khuya tới 11, 12 giờ mẹ nấu cháo cho bố sẵn ngày hôm sau. Cho nên 4 giờ sáng mẹ dậy không nổi, cho nên nhưng mà 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng con dậy nổi. Tại vì hồi xưa con học nurse á, con đã từng dậy cái giờ đó, nên khách khe bệnh nhân lúc 7 giờ trong nursing home á. Cho nên 5 giờ con đã dậy rồi, con quen rồi, con biết được cái giấc đó, con hiểu không? Còn mẹ 12 giờ mẹ ngủ là tại mẹ take care rồi, mẹ ngủ ban khuya thì nấu cháo ban khuya, cho nên mẹ đâu có thời gian ngủ sớm đâu đó. Thì bởi vì con ngủ sớm hơn mẹ, hoặc là ngủ bằng mẹ, nhưng mà con dậy 4 giờ sáng nổi, còn mẹ dậy không nổi. Mẹ cần dưỡng sức. Mẹ năm nay 64 rồi, còn tháng 11 mẹ 65 rồi là già. Mà 65 là được ăn tiền SSI là retire hết trơn rồi, nhưng mà người ta thích làm thêm thì người ta làm. Người ta thích ở nhà thì người ta ở nhà. Bữa hổm con gọi cái thằng Social Security an sinh xã hội cho bố á, thì nó nói con có thể hỏi về bố của con được không? Thì ông nói con á, nếu mà con được được cấp vô cái chữ là take care, là nói dùng cho bố về cái social của bố á, thì con mới nói chuyện với họ được. Thì con nói là bố ta nói chuyện không được, ta nói chuyện dùng cho bố ta, nói không, mày phải có được cái chữ là cho quyền mà nói chuyện dùng cho bố được thì nó mới chịu nói với con. Thì nó nói con là hỏi cái thằng social hay hỏi Medicare hay gì đó, nó ghi tờ giấy là ta muốn là người nói dùng cho bố tao, thì người ta chịu cho con ấy á, thì con mới nói chuyện được cho bố.
Nhai đi. Ăn được hơn nữa cháy luôn. Bố mặc dù bố nằm trên giường nhưng mà có người đem food tới nè, có người exercise cho bố nè, có người mở tivi nè, mở radio nè ha, rồi mở laptop cho bố nè ha, dùng điện thoại gọi điện thoại cho nội rồi, giống như bố giống như trong nursing home vậy, nó cũng có cái y tá take care, bác sĩ take care y chang luôn, nhưng mà bố nhà thôi, bố hiểu không ha? Ừ, nhưng mà có y chang như giống như là nursing home với tại trong ấy luôn, hospice luôn, nhưng mà mình có người take care tại nhà luôn, mà mình được may mắn là người thân của mình take care mình luôn, không phải là y tá trong bệnh viện take care. Tại vì bố đâu biết y tá là ai đâu đúng không, bố biết người nhà thôi đúng không, thì bố rất là may mắn là tại vì bố có được take care, được nhìn thấy mọi người hết, có đầy đủ mọi người lo cho bố hết. Bố thấy bố may mắn không? May mắn ha, ha. Mà con thương bố nhất là cái này nè, bố dùng tiền an sinh xã hội bố trả nợ bố 5,5 nay luôn. Bố trả năm tháng nào bố cũng trả 500 500 500, lúc đó bố không có tiền xăng xài thì bố mới hỏi con mua tiền xăng cho bố, đưa tiền bố đổ xăng, bố nhớ không? Nhưng mà con rất là thương bố là tại vì tại sao không? Bố không có tiền rồi mà bố dùng cái tiền an sinh xã hội 500 600 của bố, bố trả cho họ mỗi tháng 500 gì đó, lúc đó bố không có tiền xài luôn, bố hiểu không? Người ta có thể bệnh, người ta không có tiền, người ta không trả được, người ta bỏ qua cái đó. Khi sau này có chuyện gì người ta không có đòi bố được, bố hiểu không? Người ta không có quyền đòi tại vì người không có tiền lấy gì đòi. Nhưng mà bố có lòng tốt là bố không muốn trả, bố thiếu nợ, đúng không? Thì bố với mẹ bàn nhưng là không muốn thiếu nợ người ta, cho nên bố mẹ đã cố gắng trả 500 cho bố. Còn hồi xưa cái thẻ tín dụng con đó, bố cũng giúp mẹ với bố giúp con trả tiền vài tháng, nhưng mà bố mẹ trả tiền không nổi luôn, mà bố cũng bị của bố mà con bị khóc của con, bố hiểu không? Nhưng mà con đã tự giải quyết của con rồi. Con đi làm xong con để dành tiền con trả mỗi tháng, bố nhớ không? Con trả góp 18 tháng, bố nhớ không? Con trả góp 18 tháng mới hết số nợ của con. Thì con đã hết nợ rồi thì quay ra bố vẫn còn nợ của bố, bố chưa trả hết. Thì bố đã dùng tiền social security của bố là tiền an sinh xã hội, bố trả cho nó hết. Thì con rất là mừng là tại bố cố gắng bố trả, mặc dù bố có bệnh nhưng mà bố trả người ta, bố không muốn nợ người ta. Thì con rất là thương bố cái đó. Là tại bố đã không có tiền rồi mà dùng cái tiền an sinh xã hội để mà trả nợ. Mà cái thằng nợ cái nó ăn lời cắt cổ nữa, tính tiền lời mắc quá, mình nợ lâu quá nên tính tiền lời mình nhiều quá, thấy không? Cho nên con thương bố là thương cái đó, là tại sao bố không có tiền mà bố dùng hết tiền an sinh xã hội bố trả tiền. Lúc đó con đang định dành tiền mua nhà cho người ta mướn bố, nhưng mà con đã dùng tiền hết cho sức khỏe rồi, cho làm thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm rồi. Con dùng tiền hết, xài tiền hết để con định mua nhà đó, nhưng mà mua nhà xong mua tiệm nail á, nhưng mà không có được, cho nên là con phải đi làm để dành tiền lại nuôi con. Và cái tiền đó con xài hết rồi, con đi dành tiền con xài hết, con không mua nhà được. Mua nhà cho tâm muốn để mình có lời, bố biết không? Ha, bố ha. Ăn được không? Ăn được không? Không nữa, ok, no hả? Ok. Bố ngủ chưa? Bố nói chuyện nữa không? Không hả, về ngủ nha, con im nha. Hay con im chị chưa? Mấy hôm nay con bị căng thẳng quá. Con cứ mới nhức đầu rồi mà con uống thuốc Tylenol không được. Tại uống thuốc Tylenol nó hại em bé có bầu là không có uống Tylenol được. Cái thuốc Tylenol nó có chất gì người ta đã từng bị nói gì về cái Tylenol rồi, chứ không uống được, cho nên là nếu mà muốn cái thuốc gì đó thì phải gọi cho bác sĩ sản phụ khoa đó, người ta khuyên mình có uống cái gì thì cũng uống được, nhưng mà không có gọi được tại vì mấy hôm nay con cũng không có gọi cho ổng. Cái ticket của con bữa hổm là con cầm phone lúc mà con cầm cái phone lên con định nói chuyện, mà lúc đó con quên cái đồ nghe ở tai á, thì cái người ta nói con là người ta giảm cho con cái số tiền đó, là con chỉ cần ấy thôi, nhưng mà con nói là con không có tội, not guilty. Mà khi mình nói mình not guilty thì nếu mà mình người ta công nhận not guilty thì mình không cần đi public school, thấy không? Là không có tội gì, tại vì con cầm cái phone thôi, con chưa kịp mở qua cái speaker để con để xuống nói chuyện thì ông thấy con cầm cái phone cho nên ông mới phạt con. Con nói là tao lại mở cái speaker lên, tao chưa kịp mở thì mày thấy tao cầm cái phone rồi. Ông bác sĩ, ông cảnh sát á, đúng không?
con lúc mà con bắt mẹ gọi cho con xong con bắt phone á đó. Đó.